Lan Hải Hana xin chào cô chú anh chị yêu Lan. Ngày hôm nay em lên phim bán hàng để phục vụ cho cô chú anh chị mình sưu tầm các loài lan hải của Việt Nam. Các dòng lan hải, đặc biệt là các dòng lan hải của Việt Nam. Thì hôm nay em sẽ có các loại đó là hải Henry, hải Helen, hải Coxy, hải Giáp. Và đặc biệt là hôm nay em có hải mốc vàng đang nụ. Em sẽ đi sơ qua các mặt hoa cho cả nhà mình được biết ha. Đầu tiên đó là mặt hoa của hải Coxy, Coxianum. Rất là nhiều mặt hoa. Đây, được hái từ rừng về. Đó. Đây là Coxianum được cho là lai với hải đuôi công. Đây. Coxianum nở tại rừng. Tại tự nhiên. Đã có rất nhiều màu sắc rồi. Đây là hải Helen được gọi được cho là được các nhà sưu tầm được gọi là hải công chúa của các loài hải, màu cực kỳ dễ thương và cây thì cũng nhỏ nhắn thôi nhưng mà ra hoa cây là thuộc loại khỏe. Đây. Tiếp theo là hải giáp nở trong rừng đó. Em phải quay xa như vậy thì nó mới không bị mờ, để cho cô chú chị mình có thể thấy được cái vẻ đẹp của từng loại lan hải. Đây là hải giáp. Đó. Tiếp theo là hải Henry. Đây là hải Henry. Cái đài của nó có chấm và cái đài của nó màu vàng chanh và có chấm. Cái mũi dài thì lại màu đỏ. Trên một bông hoa chúng ta đã có rất là nhiều màu sắc như vậy rồi. Và bông hoa hải mốc vàng. Đây năm nay thì mốc vàng lại có hoa sớm. Em lại có hoa để cho cô chú anh chị mình sưu tầm. Hôm nay em chỉ có hàng nụ thôi. Đây có thể thấy được cái bông hoa mốc vàng nó to như thế nào. Đây là cái chậu cây của em năm vừa rồi. Đó. Đây. Khi vừa mới nở. Nở tại nhà em ha. Đây là mốc vàng nở tại nhà em năm vừa rồi, Tết vừa rồi. Năm nay thì hầu như tất cả các dòng hoa đều có hoa sớm. Đây là bông của khách em nha. Khách em năm vừa rồi mới khoe với em, mới hôm bữa gửi cho em xem. Thôi em sẽ đi chi tiết vào từng phần. Đầu tiên là Hải Helen. Hôm nay em có 3 phần, phần số 1, phần số 2 và phần số 3 là phần đặc biệt. Đó. Phần số 1 mỗi phần như thế này là có giá là 125.000 bao gồm phí ship. Đây. Em để tay như thế này. Cây rễ, cây khỏe, rễ khỏe. Ta về cứ vô một chậu to như vậy. Đó, cứ vô một chậu to như vậy. Để ngắm hoa. Để khi mà ra hoa thì nó sẽ ra hoa đều như vậy. Chúng ta sẽ được ngắm hoa. Phần số 2 ạ. Về cái lá thì mọi người cứ yên tâm, tại vì ở rừng về mà nó sẽ có một chút lỗi lá thôi, không sao hết. Chúng ta có một về. Đây, cái này em thấy nó đang ủ rồi. Nên nụ rồi này. Hải Helen thì nó mọc ở trên đá nên là cây rất là khỏe nha. Rất là dễ trồng, rất là khỏe. Một phần số 2. 125.000 bao ship. Và phần số 3 là phần đặc biệt. Phần đặc biệt đó là phần Helen lá to và ngắn như thế này. Đây. Nhìn không phải là hàng nhỏ đâu nha. Hầu như là tất cả đều là hàng ngắn, lá ngắn. Đây. Chúng ta có cần hoa đây này. Chúng ta có cần hoa của nó đây. Đó là hàng lá ngắn. Phần này có giá là 160.000, em đã bao ship.
Và tiếp theo là em có hài Helen, à Henry, cái bông hoa của cốc xin hài Henry. Đây. Tất cả đều là hàng em lựa hết rồi. Đó, đây là hàng lá dài, lá cũng không phải là dài, cái này là hàng lá tầm trung thôi. Đó, như thế này thì sẽ có giá là 11.000 một lạng. Đây là hàng lá tầm trung, 11.000 một lạng. Tiếp theo là em có hài Henry lá ngắn. Đây, lá như thế này, nhìn rất là nhỏ thì thôi, nhưng mà này đã có cần hoa như thế này. Đó. Và hài Henry phần này đẹp. Đây, cô chú anh chị nhìn thấy, có thể nhìn thấy này, lá to này, bóng này, nó có cần hoa như thế này. Đó. Cái phần mà đẹp và lá ngắn như thế này á, thì sẽ có giá là 15.000 một lạng. Em cũng chỉ bao ship từ 1 kg, tất cả đều bao ship từ 1 kg nha cô chú anh chị. Đây, cái mặt hoa của Henry đây. Đó, chúng ta về trồng như thế này. Cứ tại vì nó cũng không có giá là cao. Tất cả em bán ở đây đều hàng sưu tầm cho cô chú anh chị, nên là không có giá cao, mà chúng ta về trồng chung một chậu như thế này thì rất là đẹp đúng không ạ? À, tiếp theo là em sẽ có hàng Cốc Si Anum. Đây, cái mặt hoa của Cốc Si Anum thật sự nó là vàng như vậy luôn. Cái này là nó rụng mấy ngày rồi. Đây, hôm nay thì em về dòng lá ngắn, dòng Cốc Si Anum lá ngắn, 18.000 một lạng đều này. Đó. Về nha, đa phần là về. Chúng ta cứ chọn hàng về đi, thật ra thì cân lên cũng không bao nhiêu, nhưng mà chúng ta vừa có cây đẹp vừa có rễ khỏe. Hài thì chúng ta cứ cần rễ khỏe cái đã, rễ khỏe là được, là chúng ta sẽ đó. Và hàng lá dài, hàng Cốc Si Anum lá dài, em không có nhiều lá dài đâu nhưng mà vẫn rất là đẹp nha. Hàng từ rừng về cũng đã tuyển chọn, cũng đã được lựa chọn rồi. Tại vì hàng mà nát thì em để phía bên kia, em không bán. Thì hàng lá dài như thế này em xin phép chia sẻ với giá là 15.000 một lạng. Đó, chúng ta về biết đâu sổ được một bông hoa đẹp như vậy. Về hài giáp hôm nay em cũng chỉ còn ít thôi, nhưng mà nên em xin phép chia sẻ với giá là 5.000 một cây. 5.000 một cây nha. Cái lá cây cũng rất là to. Hôm nay em chỉ còn có vài cây nên là em cũng sẽ giảm giá cho cả nhà mình luôn. Chỉ 5.000 một cây. 5.000 cho một cây hài giáp như vậy. Đây, đây là bông hoa hài giáp. Đây là bông hoa hài giáp. Rồi, em sẽ đi về hài mốc vàng. Đây, hài mốc vàng. Đó, một cây nụ đơn như thế này có giá là 55.000 một cây ha. 4 cây sẽ là 200. 55.000 một cây và đi từ 4 cây thì sẽ là giá 200. Và em có những cây to đẹp như thế này. Đó, to và về như thế này. Đây cái ra này. Đó, về. Thằng cô chú anh chị có thể thấy này. Đó, nó là một về. Một cây đang hoa và hai cây tơ. Những cây như thế này em xin những cây này em xin phép chia sẻ với giá là cây này với giá là 70.000 cây số 1. Cây số 2 thì đây. Cây số 2 rất là nhiều nha, rất là nhiều thân tơ luôn. Đây chúng ta về chơi hoa và có giống luôn này. Đó, cây số 2 là một về siêu đặc biệt luôn. Đây là dưới này tất cả đều là cây tơ nha cả nhà mình. Đó, đều là cây ra hết, nó không phải rễ này. Đó, như này em xin phép chia sẻ với cái về siêu to này với giá là 80.000
Nè, kênh số 2. Em chỉ có vài cây như thế thôi. Tất cả. Đó. Đây. Cây số 3, về số 3 này. Đó. Đây. Đó. Về số 3 này là 60.000. Số 4. Đây. Cũng 60.000. Tất cả em đều bó rêu như thế này để đảm bảo là nụ vẫn tươi. Đây. Về số 5. Quá trời cây tơ luôn. Bạn có thể thấy nè. Đó. Cũng 60.000. Đây, về số 7. Về số 7 60.000. Đó là những hàng về. Còn hàng cây đơn như thế này, đang nụ như thế này. Đây, nụ này là 55.000 một cây. 55.000 một cây. Và cô chú anh chị mua từ 4 cây em sẽ để giá là 200.000, và chưa bao gồm phí ship. Bên em ship tầm chỉ có 22.000 cho dòng mốc hồng, mốc vàng này thôi ha. 22.000. Và đơn bên em vận chuyển bằng đơn vị vận chuyển giao hàng tiết kiệm, đơn vị an toàn, nhanh và hiệu quả nhất hiện nay. Số điện thoại đặt hàng của bên em là 0973 916 556. Đó cũng là số Zalo luôn. Cô chú anh chị mình đặt hàng vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua Zalo. Em có thể gọi lại nếu cô chú anh chị mình cần. Em xin cảm ơn và kết thúc video ở đây ạ.